hầu hết các CEO đi lên là với tư duy con buôn. Cho nên là khi lên doanh nghiệp thì những cái kiến thức cơ bản hầu như là bọn chị không chưa nắm được, mà qua cái chắc chắn là với tư duy con buôn mà chưa chuẩn bị các kiến thức cơ bản thì sẽ không sẽ có rất nhiều nỗi đau rồi vì nó vấp mà. Thì khi mà bọn chị kinh doanh thì chắc chắn là chị cũng không quan tâm nhiều về tài chính nhiều, vì là doanh thu vẫn ok và mọi thứ vận hành ok, cho đến khi mà doanh nghiệp bị gãy dòng tiền thì chị bắt đầu chị tìm hiểu về tài chính. Thì thực tế là trên thị trường không có quá nhiều khóa học về tài chính dành cho cấp lãnh đạo. May quá là chị cũng biết đến thầy Cảnh. Cảm nhận đầu tiên đấy là thầy có tâm đã. Có nghĩa là thầy rất là nhiệt tình và tận tâm. Còn cái cảm nhận thứ hai về cái nội dung bài học của thầy ấy thì rất là thực chiến, vì bản thân thầy đã trải qua rất nhiều doanh nghiệp rồi. Và chị cũng may mắn cho chị là cũng đã ngồi bóc số liệu với kế toán, để mà những cái gì thầy nói qua là chị cũng đã thẩm thấu nỗi đau này rồi. Cho nên là những cái câu từ thầy nói rất là ngấm. Và ấn tượng nhất đấy là cơ cấu về nguồn vốn và cái phần lập kế hoạch kinh doanh. Thì bọn chị thì lập kế hoạch kinh doanh thì luôn là đấy, kiểu như thầy nói là bốc thuốc. Cho nên là thực ra có lập kế hoạch nhưng mà chưa bao giờ mình thực hiện được cái kế hoạch đấy, và luôn điều chỉnh kế hoạch, dẫn đến là tình trạng là cái kinh doanh nó bị động. Thì bộ phận sản xuất cũng rất là bị động và bộ phận tài chính cũng rất là bị động. Cho nên mình có muốn dòng tiền nó ổn định cũng rất là khó. Cho nên là như hai buổi ngày hôm nay thì chị thấy là rất là đáng. Đúng là đang đau thì gặp thuốc giảm đau thì nó chữa được đúng cái nỗi đau đấy. Thì rất là biết ơn thầy cũng như là đội ngũ của Alpha Leader đã tổ chức ra khóa học này. Chị cũng đã học ở Alpha vài khóa rồi, thì mỗi lần một trải nghiệm khác. Và nói chung là trải nghiệm về những dịch vụ thì vẫn là tuyệt vời thôi. Và trải nghiệm về giảng viên thì chị đều thấy là giảng viên ở đây là đều là những người, thứ nhất là dày kinh nghiệm, thứ hai là rất là chi tiết, và thứ ba là rất là thực chiến. Ngoài ra thì bọn chị còn có những cái công cụ để về có thể làm được ngay. Thì chị cũng khá thích cái phần của Alpha đấy là sau khóa học còn có sự đồng hành cùng. Nghĩa là bọn chị về thực hành và có các chuyên gia cũng như là để sửa bài tập và đồng hành coaching cùng mọi người. Thì chị thấy là đấy là cái mục đích cuối cùng. Cả thầy cả trò đều là hiệu quả doanh nghiệp. Chứ nếu mà chị cũng tham gia khá nhiều khóa nhưng mà của khá nhiều nơi, nhưng mà thực tế là về mà áp dụng được ấy, nó rất là khó và cũng có thể là mình không thể áp dụng ngay được. Có thể là chị sẽ về chị đào tạo lại bộ phận kế toán được ngay về cái lý thuyết hàn lâm mà như thầy nói. Và cái thứ hai là chị có thể sử dụng cái công cụ này của thầy để chị ra được cái thứ nhất là kế hoạch kinh doanh năm mới, và tiếp theo là chị tối ưu được cái gì. Có nghĩa là lắm lúc mình tăng lợi nhuận chỉ bằng cách là tăng doanh thu hoặc giảm chi phí thôi, nhưng mà qua đây thì chị thấy là hóa ra là nó còn nhiều cách tăng khác mà mình không biết đến, và các cách cơ cấu vốn làm sao sử dụng một cái vốn cho nó hiệu quả. Thì chị thấy là chị có thể về áp dụng được ngay. Gặp gỡ thạc sĩ Đoàn Hữu Cảnh, chuyên gia huấn luyện về quản trị tài chính với 18 năm kinh nghiệm thực chiến tại các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, Viettel, FPT, Agribank, TH Chumil, cố vấn tài chính cao cấp của chuỗi 198 cửa hàng thời trang Jody. Đặc biệt, giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia, hỏi đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc ngay tại khóa học và trong quá trình ứng dụng vào thực tế. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader. Học viện Doanh nhân Alpha Leader, quản trị thực chiến cho lãnh đạo.